Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Và sau đây là thông tin chính có trong bản tin. Bị fan tổng tấn công, trọng tài bắt chính trận Việt Nam, Thái Lan đáp trả. Ít giờ sau trận đấu giữa Việt Nam Thái Lan kết thúc, trọng tài Ahmed Ancap đã chuyển trang Instagram cá nhân sang chế độ riêng tư. Sau khi trận đấu giữa Việt Nam Thái Lan kết thúc ngày 19 tháng 11, bên cạnh thủ thành Văn Lâm, trọng tài Ahmed Ancap là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Vì vua áo đen người Oman đã có hai quyết định gây tranh cãi theo chiều hướng bất lợi cho tuyển Việt Nam. Đầu tiên, ông cho Thái Lan hưởng quả phạt 11m từ pha va chạm không rõ ràng ở phút 27. Không lâu sau, ông này từ chối công nhận bàn thắng của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Bất bình với ông Ancap, nhiều người hâm mộ Việt Nam tìm đến trang cá nhân của nhân vật này để chỉ trích. Trên Instagram, mấy ngày trước ông Ancap còn đăng ảnh đội nón lá, nhanh chóng tràn ngập những bình luận tiêu cực. Cách đây ít phút, ông Ancap quyết định chuyển chế độ trang Instagram cá nhân từ công khai sang riêng tư. Còn tại mặt trận Facebook, một tài khoản có tên Ahmed Ancap cũng bị tổng tấn công bởi fan Việt. Đến lúc này, hơn 28.000 lượt comment xuất hiện trong bài đăng mới nhất tài khoản này. Tuy nhiên, trang Facebook này hiện vẫn mở và không rõ đây có phải tài khoản thật của ông Ancap hay không. Trước ông Ancap, nhiều trọng tài cũng từng rơi vào trạng thái khốn khổ vì lỡ thổi còi gây khó dễ cho tuyển Việt Nam. Đầu năm ngoái, ông Christopher Best cũng phải khóa Facebook một thời gian vì bị cho là sử ép thầy chóng Park Hang-seo trong trận tứ kết U23 châu Á 2018. Hay như trợ lý trọng tài Fubes Lefa vì lỡ căng cờ từ chối một bàn thắng hợp lệ của Văn Toàn. Ông sau đó phải đổi hình đại diện trên trang cá nhân sang màu đen và khóa bình luận. Cựu trọng tài nổi tiếng nhất nước Anh từng bắt hai kỳ World Cup nói Việt Nam mất oan bàn thắng. Cựu trọng tài FIFA Graham Paul đã có những nhìn nhận về bàn thắng bị từ chối. Của tuyển Việt Nam trước Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Ông Graham Paul từng có 14 năm liên tục cầm còi tại giải Ngoại hạng Anh từ năm 1993 đến năm 2007. Ông tham gia bắt chính tại hai kỳ World Cup 2002 và 2006. Từng được xem là trọng tài nổi tiếng nhất, uy tín nhất của nước Anh. Sau trận Việt Nam với Thái Lan, cây viết Gabriel Tan của Fox Sports Asia đã gửi video tình huống cho ông Paul xem xét. Cựu trọng tài nước Anh nhận định Văn Hậu không hề phạm lỗi với thủ môn Cowin. Theo tôi, bàn thắng này hợp lệ, không hề có pha phạm lỗi nào. Thủ môn Thái Lan phán đoán sai điểm rơi của quả bóng và bật lên sau, không thể gọi là có tranh chấp. Góc quan sát của trọng tài chính không tốt, ông Poon nhận định. Cựu trọng tài sinh năm 1963 cũng lưu ý về khu vực 5m50. Đây là khu vực hoạt động của thủ môn, chứ không phải vùng bảo vệ thủ môn. Nhiều người nhầm tưởng rằng thủ môn được bảo vệ khi hoạt động trong khu vực đó. Phút 31 Việt Nam gặp Thái Lan, trung vệ Tiến Dũng đánh đầu đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận. Ông Ahmed Ancap nhận định Văn Hậu phạm lỗi với thủ môn Cowin khiến anh này không thể cản đường bóng bay tới vị trí Tiến Dũng. Tuy nhiên xem lại kỹ tình huống, ta thấy Văn Hậu bật nhảy tại chỗ, chiếm vị trí trước khi Cowin lao tới. Sự thật là Cowin phán đoán sai điểm rơi của bóng, giúp vật nách Hậu chứ không phải Hậu từ xa di chuyển rồi bật nhảy đánh đầu hoặc chủ động lao tới cản Cowin. Tình huống này, Hậu chỉ có lỗi khi Cowin bắt được bóng hoặc với đúng tầm bóng. Sau đó Hậu đâm sầm vào Cowin, quả bóng rơi ra và một cầu thủ Việt Nam ập vào đá bồi. Ở buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Park nói quyết định Văn Hậu có phạm lỗi với Cowin hay không là quyết định khó của nghề trọng tài. Nếu công nghệ VAR xuất hiện tại vòng loại World Cup 2022, thì những quyết định của trọng tài người Oman ở trận đấu giữa tuyển Việt Nam Thái Lan có thể không gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng nếu trận đấu có sự hỗ trợ của công nghệ VAR, trợ lý trọng tài video thì đã giải quyết được những tình huống gây tranh cãi. Theo trang Live Sport Asia, công nghệ VAR đã được sử dụng khá thành công tại Thái League 2018. Do đó Thái Lan đã gửi lời đề nghị đến Liên đoàn bóng đá châu Á AFC muốn đưa công nghệ VAR vào sử dụng tại vòng loại FIFA World Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT cho rằng công nghệ này sẽ hữu ích trong trận gặp giữa Thái Lan và Việt Nam. Chúng tôi đã liên lạc với AFC để mang công nghệ VAR vào vòng loại FIFA World Cup 2022. Hiện tại công nghệ VAR đã sẵn sàng.
Ông Prasad Supaphong, Phó Tổng Thư ký FAT chia sẻ. Tuy nhiên, đề xuất của Thái Lan đã bị AFC từ chối. Đại diện AFC cho rằng, các trận đấu tại vòng loại FIFA World Cup 2022 sẽ diễn ra cùng lúc trên hơn 10 sân vận động. Mỗi trận đấu sẽ cần từ 3 đến 4 trọng tài làm việc trong phòng VAR. Điều này sẽ nâng tổng số trọng tài làm việc lên rất nhiều. Trong mỗi trận đấu có công nghệ VAR, các trọng tài sẽ ngồi trước màn hình với hình ảnh từ 33 camera, trong đó có 8 camera quay chậm, có tốc độ bắt hình ảnh siêu nhanh. Họ sẽ phải theo sát mọi quyết định của trọng tài chính đưa ra. Khi nhóm hỗ trợ thấy có một quyết định lỗi, họ sẽ liên lạc qua tai nghe với trọng tài chính, cho trọng tài biết điều đó. Và được thử nghiệm ở những giải đấu lớn như Bundesliga, Serie A từ mùa giải 2017-2018 và La Liga từ mùa giải 2018-2019, World Cup 2019. World Cup 2018 là giải đấu quốc tế lớn đầu tiên được áp dụng công nghệ này. Theo BBC, sự có mặt của VAR tại World Cup 2018 đã nâng tỷ lệ ra quyết định đúng của trọng tài từ 95% lên 99,3%. Cục diện bảng G và cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Dĩ nhiên người hâm mộ tiếc nuối vì đội tuyển Việt Nam không thắng Thái Lan trên sân nhà, tiếc nuối vì bàn thắng của Bùi Tiến Dũng không được công nhận. Nhưng thắng Thái Lan chưa bao giờ là điều dễ và quan trọng là chúng ta vẫn chiếm ưu thế trước họ dù chỉ hòa. Không chỉ chiếm ưu thế trước Thái Lan, sau trận hòa không đều với đội bóng đất Chùa Vàng tối 19 tháng 11, tuyển Việt Nam còn chiếm ưu thế trước phần còn lại của bảng G, vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Như đã từng đề cập, muốn giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3, đội bóng của ông Park Hang-seo cần khoảng 16-18 điểm. Hiện sau trận hòa Thái Lan trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam có 11 điểm, cần khoảng 5-7 điểm nữa. Ba đối thủ còn lại của tuyển Việt Nam tại bảng G, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 là Malaysia, gặp đội này vào ngày 31 tháng 3 trên sân đối phương, Indonesia ngày 4 tháng 6 trên sân nhà, UAE ngày 9 tháng 6 trên sân đối phương. Trong 3 trận đấu đó, tuyển Việt Nam nếu hòa UAE, mục tiêu tối thiểu phải như vậy, chứ không lẽ đến sân họ và đặt mục tiêu là thua. Và thắng Indonesia, chúng ta hầu như chỉ phải tập trung giải quyết trận đấu với Malaysia, tìm điểm trước đội bóng xứ Mã. Trong trường hợp tuyển Việt Nam cầm hòa UAE, ít nhất không thua Malaysia ở sân đối phương, chúng ta cũng trực tiếp cầm chân các đối thủ này, ngăn không cho họ gia tăng cách biệt về điểm số. UAE hiện có 6 điểm, nếu bị Việt Nam cầm hòa, họ chỉ có thêm 1 điểm, tức là 7 điểm. Tức là ở 3 trận còn lại của UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, họ phải toàn thắng cả 3 mới mong giành vé đi tiếp. Trong khi thắng Thái Lan đâu phải là dễ. Tương tự như vậy là trường hợp của Thái Lan, đội này hiện có 8 điểm, có 3 trận chưa đấu. Muốn đạt điểm số cần thiết để vào vòng trong, họ phải toàn thắng 3 đối thủ còn lại gồm UAE, Malaysia, Indonesia, trong khi trận gặp UAE là trận đấu trên sân đối phương. Riêng đội nhì bảng Malaysia hiện có 9 điểm, còn 3 trận chưa đấu, gồm trận gặp tuyển Việt Nam trên sân nhà, cùng 2 trận làm khách trước UAE và Thái Lan. Hai trận đó, Malaysia rất khó thắng, thậm chí dễ thua, nên khả năng đội bóng của ông huấn luyện viên Tan Chuen Hau vươn đến điểm số 16-18 là cực khó. Thành ra mới nói, với 11 điểm hiện tại, tuyển Việt Nam có rất nhiều đường tính toán trên hành trình còn lại của mình. Và trận hòa với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, kết quả có lợi cho tuyển Việt Nam. Và lại như đã nói, Thái Lan không phải dạng đối thủ mà chúng ta muốn thắng lúc nào thì thắng. Họ vẫn là đội bóng sở hữu những nhân tố rất tốt, bao gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở giải nhà nghề Nhật Bản, vốn có chất lượng hàng đầu châu Á, lại được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm. Một khi Thái Lan tập trung, đồng thời đánh giá đúng đối thủ của mình, không phải đội nào tại Đông Nam Á cũng có thể lấy điểm từ tay họ. Nên một điểm với tuyển Việt Nam, trước Thái Lan có thể coi là thành công với đoàn quân của ông Park. Thành công nhất là ở điểm chúng ta vẫn hơn đối thủ 3 điểm, lấy đi của Thái Lan một trận đấu, cơ hội mong manh để bắt kịp chúng ta và đồng thời hoàn toàn chủ động trong con đường của mình từ nay đến cuối giai đoạn vòng loại thứ 2. Huấn luyện viên Park Hang-seo từ Việt Nam giờ không còn dễ dàng thua tuyển Thái Lan nữa. Tiếc không đánh bại được Thái Lan, ông Park Hang-seo cho rằng người Thái không có được 3 điểm tại Mỹ Đình cũng là tín hiệu tích cực của tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park cho biết, hôm nay tuyển Việt Nam không cho Thái Lan có 3 điểm cũng là một nửa thành công rồi. Theo tôi biết, từ năm 2007 đến nay, Việt Nam chưa thắng Thái Lan ở Mỹ Đình. Tuy nhiên có một điều chắc chắn từ nay trở đi, chúng ta không phải là đội bóng dễ dàng thua Thái Lan nữa. Tôi nghĩ đó là điều tích cực. Tiếc cho tuyển Việt Nam trong ngày họ chơi trên chân Thái Lan, tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành người Thái, thậm chí có 2 lần đưa bóng vào khung thành nhưng không được công nhận.
Ở chiều ngược lại, hàng thủ Việt Nam đã chơi quá tốt khi cản phá được quả 11m khó hiểu của trọng tài và lăn xả cản phá được vài cơ hội của Thái Lan. Ông Park cho rằng bóng đá là môn luôn luôn có tính phi hợp lý. Chúng ta cũng cần biết rằng chẳng có trận đấu nào hoàn hảo được đâu, chỉ có cách đẩy mạnh tăng cường tập luyện để giảm thiểu tối đa sai sót. Và đến tháng 3 sang năm, Việt Nam mới đá tiếp, chúng ta có thời gian dài để điều chỉnh, đánh giá lại các mặt để hoàn thiện lối chơi. Hôm nay rõ ràng chúng ta không thua, nhưng tôi không hài lòng kết quả này đâu. Ông Nishino cũng vậy thôi, vì ai cũng muốn thắng hết cả. Mỗi huấn luyện viên thường lấy chiến thắng làm mục tiêu và niềm vui. Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.